Fanpage chính thức của Hồng Vân, bay màu, danh hiệu, nghệ sĩ nhân dân, chuyện gì vừa xảy ra vậy? Sau khi sự việc gây chú ý với cộng đồng mạng, phía Hồng Vân cũng đã lên tiếng giải thích về động thái lạ này. Mới đây, cộng đồng mạng đã rất bất ngờ khi trang fanpage chính thức được 1,5 triệu người theo dõi của Hồng Vân đổi tên. Cụ thể, tên ban đầu của fanpage này là Nghệ sĩ Nhân dân Hồng Vân, nay đã được đổi thành Nghệ sĩ Hồng Vân. Sự thay đổi có vẻ không bình thường, này khiến dân tình đồng loạt đặt ra câu hỏi, có phải danh hiệu của Hồng Vân đã bị ảnh hưởng sau hàng loạt lùm xùm vừa qua? Chỉ tính từ tháng 5 năm 2021, Hồng Vân đã liên tục vướng vào tranh cãi trên mạng xã hội. Đầu tiên là dòng bình luận nhắc đến nữ doanh nhân Phương Hằng và sau đó bị chính chủ phản bác gay gắt qua livestream, rồi kế đến là bị cộng đồng mạng tẩy chay do những phát ngôn nhạy cảm trong quá khứ. Chưa dừng lại đó, vào tháng 6 năm 2021, nữ diễn viên gạo cội đã phải đăng tải bài viết và gửi lời xin lỗi chính thức đến khán giả vì quảng cáo sản phẩm thiếu uy tín, khiến dư luận bức xúc. Vân xin cúi đầu nhận lỗi vì đã thiếu sót trong việc kiểm tra độ uy tín và cách thức bán hàng của sản phẩm mình quảng cáo. Là một nghệ sĩ nhận được nhiều tình cảm và sự ủng hộ, tin tưởng của công chúng, Vân vô cùng hối tiếc khi không ý thức được hết trách nhiệm của mình. Vân xin lỗi vì đã làm việc thiếu thận trọng, Hồng Vân cho biết sẽ lấy sự việc lần này làm bài học và cố gắng nhiều hơn để trở thành một người nghệ sĩ hoàn thiện về năng lực lẫn đạo đức làm nghề. Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng khả năng Hồng Vân bị tước danh hiệu không cao. Trước đó, Hoài Linh cũng bị một số khán giả làm đơn kiến nghị bộ VSTTNDL thu hồi danh hiệu nghệ sĩ ưu tú nhưng không thành công vì lý do chưa vi phạm pháp luật hình sự, bị tòa án xét xử bằng bản án có hiệu lực pháp luật và bị tuyên án tử hình phạt tù có thời hạn trở lên, nên chưa đủ cơ sở để xem xét việc tước danh hiệu. Trong một clip đăng tải gần đây, Hồng Vân vẫn sử dụng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân như bình thường. Một số bình luận của netizen. Sau khi sự việc gây chú ý, phía Hồng Vân đã lên tiếng giải thích việc đổi tên đơn giản là để fanpage được cấp tích xanh. Fanpage chính thức của Hồng Vân, bay màu, danh hiệu, nghệ sĩ nhân dân, chuyện gì vừa xảy ra vậy? Sau khi sự việc gây chú ý với cộng đồng mạng, phía Hồng Vân cũng đã lên tiếng giải thích về động thái lạ này. Mới đây, cộng đồng mạng đã rất bất ngờ khi trang fanpage chính thức được 1,5 triệu người theo dõi của Hồng Vân đổi tên. Cụ thể, tên ban đầu của fanpage này là Nghệ sĩ Nhân dân Hồng Vân, nay đã được đổi thành Nghệ sĩ Hồng Vân. Sự thay đổi có vẻ không bình thường, này khiến dân tình đồng loạt đặt ra câu hỏi, có phải danh hiệu của Hồng Vân đã bị ảnh hưởng sau hàng loạt lùm xùm vừa qua? Chỉ tính từ tháng 5 năm 2021, Hồng Vân đã liên tục vướng vào tranh cãi trên mạng xã hội. Đầu tiên là dòng bình luận nhắc đến nữ doanh nhân Phương Hằng và sau đó bị chính chủ phản bác gay gắt qua livestream, rồi kế đến là bị cộng đồng mạng tẩy chay do những phát ngôn nhạy cảm trong quá khứ. Chưa dừng lại đó, vào tháng 6 năm 2021, nữ diễn viên gạo cội đã phải đăng tải bài viết và gửi lời xin lỗi chính thức đến khán giả vì quảng cáo sản phẩm thiếu uy tín, khiến dư luận bức xúc. Vân xin cúi đầu nhận lỗi vì đã thiếu sót trong việc kiểm tra độ uy tín và cách thức bán hàng của sản phẩm mình quảng cáo. Là một nghệ sĩ nhận được nhiều tình cảm và sự ủng hộ, tin tưởng của công chúng, Vân vô cùng hối tiếc khi không ý thức được hết trách nhiệm của mình. Vân xin lỗi vì đã làm việc thiếu thận trọng, Hồng Vân cho biết sẽ lấy sự việc lần này làm bài học và cố gắng nhiều hơn để trở thành một người nghệ sĩ hoàn thiện về năng lực lẫn đạo đức làm nghề. Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng khả năng Hồng Vân bị tước danh hiệu không cao. Trước đó, Hoài Linh cũng bị một số khán giả làm đơn kiến nghị bộ VSTTNDL thu hồi danh hiệu nghệ sĩ ưu tú nhưng không thành công vì lý do chưa vi phạm pháp luật hình sự, bị tòa án xét xử bằng bản án có hiệu lực pháp luật và bị tuyên án tử hình phạt tù có thời hạn trở lên, nên chưa đủ cơ sở để xem xét việc tước danh hiệu. Trong một clip đăng tải gần đây, Hồng Vân vẫn sử dụng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân như bình thường. Một